Kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Xin chào anh Lợi. Hồi xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay cũng như mọi ngày nha, em cũng có sưu tầm về một số món đồ mới lạ để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại 0772 877278 nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa qua. Và đầu tiên vô em xin giới thiệu đây là mã số 1S nha bà con. Đây là một cái bộ chanh tứ quý 4 tấm. Đặc biệt của nó, chanh này là chanh gỗ chắc nha, gỗ chắc. Và người ta cẩm bằng những con ốc 7 màu Singapore và kết hợp với là ngà voi vô nha bà con, xem giùm em, rất là đẹp. Những cái bông trắng trắng và những con chim trắng đều là những cái ngà voi. Bà con xem nhìn rất có hồn nha. Hàng này nói chung là được cẩm bằng thủ công tay nha. Tất cả đều liền lạc và làm tích hết. Cho nên cái bộ chanh này thì cái giá trị của nó rất là cao. Bà con của mình nhìn sản phẩm và đánh giá sản phẩm của nó nha. Em đo và báo thông số cho bà con của mình luôn nha. Với chiều cao này em đo là tầm khoảng đây chiều cao là khoảng 96 nha bà con, khoảng 97 đó nha. Đây chiều cao. Và chiều ngang của bức tranh là tầm 33. Đây khoảng 33 nha. Đây người ta cẩm rất là đẹp và tinh vi. Bà con mình khi mà mình sờ vào thì cái độ láng trơn của nó không hề cộm luôn nha bà con. Nó chúng rất là độc đáo nha. Đây bà con mình xem. Tích này như là tích tứ quý nha và chim hoa. Đây là một cặp chim tước nha, khổng tước. Còn bên đây là một cặp chim phượng hoàng. Một cặp phụng nữa nha bà con, rất là đẹp. Những cái trắng thế này là đều là ngà voi hết, 100% bà con của mình xem, rất là đẹp. Đây tạo nên bức tranh rất là hoàn hảo, bà con của mình về có bức tường đó, bà con mình trà máng lên 4 tấm là liền nhau nha. Nó sẽ nổi bật rất là đẹp luôn nha, hàng này nói chung rất là quý hiếm nha bà con. Đây, hàng lành tích liền lạc, văn gỗ tự nhiên nha, văn gỗ chắc tự nhiên. Đó, bà con mình xem mặt phía sau lưng đi nha. Làm tích cho liền lạc hết cho bà con của mình luôn. Đây có móc bà con mình về mình treo lên tường luôn nha. Đây bộ này nói chung thì nó rất là có giá trị cao, cho nên là bà con của mình xem và đánh giá sản phẩm nha. Bộ này em giao lưu bà con mình với giá là 38 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, hàng lành lặn và liền lạc hết luôn nha bà con. Đúng đồ đúng sản phẩm đúng chất lượng thì bà con của mình nhận nha. Đến với mã tiếp theo số 2S là một cái cây tủ trưng bày. Đây cây tủ trưng bày thì gỗ của nó là bằng gỗ gõ nha bà con. Cái này về bà con mình trưng những cái vật dụng của mình yêu quý lên nha, rất là đẹp luôn. Trưng rượu, trưng đồng hoặc trưng đồ gốm thì rất đẹp. Có những cái hộp cho bà con của mình để đồ chứa đồ luôn nha. Chiều cao của cái tủ này em đo là khoảng đây chiều cao cái tủ này em đo là khoảng 185 nha. Với chiều rộng ra là khoảng 33. Còn chiều ngang nha bà con, chiều ngang như thế này. Đây. Chiều ngang như thế này là tầm 94 nha, 94. Những cái hộp này là bà con mình dùng để đựng đồ chứa đồ luôn. Đây mình xem nha. Đây hàng thì lành tích và liền lạc hết, bà con của mình xem. Đây. Nó đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là trang hòa, dịnh lạc nha bà con. Đây. Rất là cứng cáp những cái đố vuông của nó nha. Cây này thì em giao lưu cho bà con mình sẽ bao ship cho bà con của mình là 500 km nha. Có giá là 18 triệu. Đây 18 triệu đồng em bao ship 500 km thôi nha bà con. Thì hàng này nó chung ship đi rất là cồng kềnh. Đây bà con mình xem. Rất là đẹp nha bà con. Thì nhiều khi em báo lộn giá trên clip vừa rồi nha. Khoảng 28 thì mà lộn giá khoảng được có 18 triệu thôi. Bà con cũng thông cảm nha. Cây này em sẽ ship 500 km. Nếu bà con mình có nhà ấy thì kết bạn Zalo thêm. Rồi em sẽ chụp hình đầy đủ thêm cho bà con của mình xem thêm nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 3F. 3F này đang có một cái tấm chanh dĩa nha. Tấm chanh dĩa gỗ gõ nguyên khối luôn. Đường kính 40, chiều cao thế này là 50 nha. Hàng là gỗ gõ nguyên khối nha bà con, liền khối. Tích này là anh hùng tương ngộ. Bà con mình xem. Liền lạc và làm tích nha. Được cẩm ốc 7 màu lóng lánh luôn. Đây bà con mình xem. Đây nguyên gỗ này là gỗ liền khối nha bà con, xem giùm em nha, không hề ghép luôn. Tấm này em giao lưu bà con mình giá là 3.500.000 đồng nha, giá sale cho bà con của mình. Rồi mã ship theo số 4F này là một cái vỏ đạn đồng xưa. Đây, một cái vỏ đạn đồng đại pháo xưa đó nha bà con. Đây hàng đồng là đồng xưa, đồng thao xưa nha. Và bà con mình lộng những cái bình hoa lên rất là đẹp. Chiều cao là khoảng 84, đường kính miệng là khoảng 14 nha. Hoành bụng này là khoảng 55. Đây bà con mình xem đi nha. Đây, vẫn còn in một cái dấu xưa luôn. Đây, chôm đế này mọc IT vẫn còn nha bà con. Và bà con mình đánh bóng vi sinh lên thì bao đẹp nha. Hàng này thì nếu mà bà con mình về mà lộng ra có một cái bình lục bình bông lớn như thế này thì bao đẹp bà con mình luôn. Cái này nặng 11 kg, giá giao lưu bà con mình là 5 triệu nha. 5 triệu bao ship bà con của mình luôn. Và đến với mã tiếp theo số 5F này là một cái bình voi. Một cái bình voi gốm xưa bà con mình xem nha. Tích này là tích hai người ôm nhau đây. Bà con mình xem.
Hàng này là hàng thủ công đắp nổi nha bà con. Chiều cao là khoảng 39, quanh bụng là 88 nha. Hàng lành tích và liền lạc hết. Đây, cái này thì em sẽ giao lưu bà con mình giá chỉ 2 triệu thôi. Đây bà con mình xem nha, tuổi đời cũng tầm 3-40 năm thôi nha. Hàng thì lành tích nha bà con. Và đến với mã tiếp theo số 6 là em có một cái bình hút lọc. Đây tích là chim hoa nha. Hàng lành tích và liền lạc. Chiều cao như thế này em đo là tầm khoảng 58, đường kính là 9 phân thôi nha. Quành này là 75. Đây hàng này về bà con của mình á, chà đánh bóng vệ sinh là nó sẽ sáng lên rất là đẹp nha. Tại vì hàng em sưu tầm sau thì em để nguyên như vậy nha, chưa vệ sinh. Đây chôn đế đây bà con mình xem. Bà con nào mình muốn vệ sinh thì em sẽ vệ sinh cho bà con mình sạch sẽ luôn. Đây bà con mình xem lành tích liền lạc nha. Giá chỉ là 1.800.000 thôi nha. 1.800.000 đồng bao ship. Và mã tiếp theo số 7F. Đây là một cái bát nhang. Bát nhang được làm bằng cái vỏ đạn nha. Vỏ đạn đồng xưa 105. 105 ly nha bà con. Đường kính 11, hoành này là khoảng 35 thôi. Và chiều cao như thế này em đo là khoảng 12. Đây 105 nha. Về đánh bóng sinh lên rất là đẹp. Cái này tuổi đời rất là cao rồi. Đây giá là 1.000.000 đồng nha bà con. 1.000.000 đồng. Đây hàng xưa cổ nha. Xưa nha. Và mã tiếp theo là số 8F. Một cái bát nhang xưa. Đây cái này bát nhang xưa nha bà con. Chiều cao là em đo là khoảng 12. Đường kính miệng 10 phân. Hoành bụng này là khoảng 30 thôi nha. Đây, mọc bên dưới này, cái này như là bằng chì nha bà con, chứ không phải đồng chì, nhưng mà được cái nó xưa. Giá là 300.000 nha, 300.000 đồng. Và mã số 9 em có một cái combo gồm có hai cái ly. Đây nguyên combo này em sẽ sell rẻ cho bà con của mình luôn, đồ xưa nha. Đây bà con mình xem giờ 2-3 cái ly nhỏ, hai cái ly lớn nha. Đây ly chữ thập, ly nhỏ đường kính nó tầm 3 phân thôi, chiều cao cũng 3 phân. Ly lớn thì đường kính nó 5-6 phân lên nha. Và cái này người ta thường đựng chầu cao vậy đó nha bà con, hồi xưa đựng cao đó nha. Nguyên bộ thế này em giao lưu bà con mình giá chỉ 300.000 thôi nha, đồng xưa hết nha bà con. Đây bao xưa bà con mình không xưa hoàng về cho em, cho bà con của mình sưu tầm nha. Mình kết hợp vào những cái vật dụng của mình lại. Mã số 10F này là một tác phẩm quan âm cởi rồng nha bà con, mẹ quan âm cởi rồng. Chiều cao 22, hoành này là 40 nha, cho bà con của mình hữu duyên. Đây hai con rồng song long, chất liệu là bằng đồng luôn nha bà con. Giá 1.900.000 nha, 1.900.000 đồng. Mã số 11F là một tác phẩm con heo giữ tiền, cái mặt luôn vui vẻ tôi cười bà con mình xem. Giờ mặt thấy cưng nha. Chiều cao này là khoảng 15. Hoành này là 40 nha. Con này nặng tới 2 kg lần nha bà con. Chất liệu bằng đồng cho bà con của mình tuổi hợi nha. Đây chưa giới luôn, vui vẻ tươi cười nha. Giá 1.000.000 đồng thôi nha bà con, 1.000.000 đồng. Mã số 12 là một cái vỏ đạn đồng xưa. Về bà con mình cắm nhang hoặc là mình dùng làm những vật dụng của mình nha. Về bà con mình triệt tác thôi nha. Chiều cao là em đo là 30. Quanh này là khoảng 18 thôi. Vỏ đạn đồng này thì là đồng xưa, tuổi đời cao rồi. Đây bà con mình xem. Giá giao lưu bà con mình chỉ 700.000 đồng, 700.000 đồng bao ship. Và mã số 13, em có một cái vòng đeo tay đá mắt hổ nha, đá mắt hổ từ thiên nhiên bà con mình xem nha. Cái viên đá này thì khoảng tầm 17 ly lên nha bà con, trên 17 ly, rất là to bự nha. Đây bà con mình xem, em đeo vô đây nha bà con. Rất là nặng nha. Cái này thì giá là 400.000 nha, đá mắt hổ thiên nhiên nha bà con. Đây, đá bằng đá mắt hổ again. Mã số 14 thì em có về được hai cái bộ này làm mát xa tay cho bà con của mình. Cái này giống như là có một tiếng âm thanh đờn vậy đó nha. Đây, đây. Bên trong âm thanh đờn cho bà con của mình mỗi sáng mình mát xa nha, bà cơ lực cơ tay đó nha. Cái này hoành thì em đo là khoảng 15 thôi. Đây, còn cái này thì bằng đá nha. Em có hai bộ. Đây, kích thước như nhau, cái này bằng đá. Đây. Một bộ là chỉ có 300.000 thôi nha bà con. 300.000 đồng thôi, em bao ship tới nhà cho bà con của mình luôn. Em chỉ có hai bộ thôi. Rồi mã tiếp theo số 15F, tấm ẩm cuối clip ngày hôm nay là một cái tấm tranh quan nhị ca, là tay cầm thanh long đao, một tay vuốt câu. Thì tranh này thì xuất xứ là từ Tàu nha, hàng của Tàu vẽ tay. Vẽ tay 100% là tranh Tàu, hàng cũng gần đây và bây giờ. Chất liệu là bằng giấy dầu nha bà con. Bên ngoài giấy, bên trong là giấy dầu. Chiều cao thì em đo là 170. Chiều ngang là khoảng 72 thôi nha. Hàng lành tích và liền lạc cho bà con của mình luôn, sưu tầm. Mình về mình treo lên tường nha, tượng trưng cho một vị quan ngày xưa nha bà con. Tấm này em giao lưu bà con mình có giá là 900.000 bao ship trong con mình toàn quốc nha. Hàng lập tích tiền lạc, hàng cũng gần đây dễ tay nha bà con, hàng Tàu. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay nha. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Thì em cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này. Em xin kính chào và hẹn bà con mình những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.